ở đây chị bán nguyên ngày hả chị? Không, bán buổi chiều buổi tối thôi mà. Chiều tới tối luôn hả? Tối, buổi tối không á mà. Buổi tối không? Tối giờ rưỡi mới bán rồi. 6 rưỡi mới bán. Ủa cái này là chả cá hả chị? Nem á, nem nướng á. Nem nướng hả? Làm từ thịt hả? Ở đây chủ nhân. À, chủ nhân nữa hả? Đây là chị mua. Hồi bữa chị mua về chị để chi, để là cuốn sẵn thì chị mang liền chứ. Còn này là 1 cuốn, còn còn thì chị để dành tiền ra để ăn nhiều này một cuốn. 1 cuốn vậy là 13 ngàn. Cái này ra cho chị nha. Dạ, rồi nó quay cho Trang gửi vô luôn mà. Cầu. Tắt cái chỗ đó đi. Đâu đâu, để về chứ. Cà phê hả? Ngon không cô? Ngon hả? Bạn nào cũng ăn. Hồi đó giờ con đâu biết cái này đâu, con thấy là lạ. Bạn nào cũng ăn. Dạ, để con quay clip. Cái này ai đặc sản cho em hả? Cái gì cho em? Dạ, dạ. Không, con mua con mang về. Hay hay là mai qua tiệm nữa chứ gì đâu. Dạ, mai qua tiếp, nếu ăn ngon mai qua tiếp. Dạ. Mà chị bán từ 6 rưỡi chị mới bán hả? Mai ra tiệm cái bà này ăn nữa. Dạ. Trong này có dưa leo hả chị? Dưa leo. Trời ơi. Dưa leo xoài với dạ. Nem nướng. Nem nướng. Các bạn coi rất là hấp dẫn nha các bạn. Đó. Dạ. Chị bán ở đây là bán 13.000 cuốn. Chị bán ở của nhà thuốc Hoàng Long. Ở bên Bình Quế. Ủa trời, quay ông lưu cuốn cả cái chợ có tắt nữa. Đây là cái số điện thoại. Hỏi số điện thoại này là chị bán chị cái số điện thoại luôn á. Là chị giao luôn hay là sao? Cái này á, ví dụ như ai muốn ăn á, chút xưa thì phải hôm nay dặn thì ngày mai mới làm được. À. Chứ chuẩn bị là tới chiều mới có rồi. Dạ. Cái này nước chấm. Này nước chấm hả chị? Ủa nước chấm này làm bằng gì chị? Nếp. Với thịt. Thịt với nếp á. Nếp hả? Ừ. Con ngộ vậy ta? Ngộ không? Ngộ quá ngộ luôn. Hồi vậy làm em đậu cuốn nhiều không vậy? Đậu cuốn đâu bị lớn đâu? Từ từ là có 1 cuốn kèm để. Thôi vậy lấy 3 cuốn đi. Ủa cái đó là cái gì? Chả cá. Cái này là bánh tráng nướng, bánh tráng chiên. Này gọi là chả ram nè. Chả ram á. Thôi vậy lấy 4 cuốn đi. Ghê không? Nấu rồi không cần lên cuốn. Giới thiệu quá. Trực tiếp mình bán luôn. Đúng rồi. Không nghỉ ngơi. Ủa cái này phần này là phần chả cá đó hả chị? Đó là ở nem, nem là nướng này nè. Dạ. Làm một miếng cho ông quay luôn coi. Ồ, dễ dữ hả chị ha? Dễ vậy. Dễ như cục bữa vậy. Quay quay cái gì mà quay? Ăn đi, ngon hả? Nhà cũng ăn. Vậy hả? Nghe chị ghê. Ăn ngon, ăn ngon. Dạ. Dạ. Dạ chị làm cái gì? Chị bán thì tới mấy giờ nghỉ chị? Tối á. Cái bữa thì 8 giờ rưỡi, cái bữa thì 9 giờ. Dạ. Yeah. 9 giờ rưỡi, còn khoảng đó là nghỉ rồi đó. Dạ. Yeah. Mấy bữa trời mưa rồi sao chị? Cũng đây luôn, cũng có dù đứng đây luôn, có nghĩa là các bạn mà muốn ăn á, thì cứ ra Bình Quế trước cửa nhà thuốc Hoàng Long, chị bán từ 6 giờ rưỡi đến tối. Thấy đông quá, nước
lát có trả công không? Có, có trả công luôn. Đây. Dạ. Yeah. Được 2 cuốn hả? 2 cuốn. Còn 2 cuốn nữa. Mấy người ăn mà ăn 4 cuốn vậy? Ủa, 1 cuốn này hả? Nhiều lắm luôn á. Nhiều không? Ăn chừng 3 cuốn thôi, ăn 4 cuốn nữa. 1 cuốn ăn 2 cuốn là ok. Rồi chị bán dễ thương nha. Mua nhiều không cho đâu, rồi vậy làm 3 cuốn đi. Ừ, ăn nhiều ngán lắm á. Dạ. Yeah. Sao không biết nữa. Sợ ăn. Ngán quá không ra mua nữa. Ăn cho ngon nhà mai rồi. Ừ, chị bán dễ thương. Dạ chị cứ bán cho người ta trước đi nếu người ta mua kìa. Dạ nếu người ta mua chị bán cho người ta trước đi chị. Dạ chị lấy cho người ta trước đi kìa, em hai em nó mua cái gì kìa. Chị. Hai em nó mua phần, mua phần cho coi. Ồ mua phần hả? Một phần là 40 ngàn. Để bây giờ là bán phần cho coi nè nha. Dạ lấy phần cho coi đi. Cái này làm bán cuốn chị bán lẻ 13 ngàn cuốn. 13 ngàn cuốn kèm với nước chấm thôi, chỉ cuốn này thôi. Ừ đúng rồi. Tại vì trong này có rau có thịt hết rồi. Nếu mà muốn lấy phần thì gọi tiền trước cho chị. Hôm nay ngày mai thì có. Bán dễ cái chị này đi. Là nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nè, nướng trực tiếp luôn. Này chị bán phần phải không? Dạ bán phần, bán phần đây. Dạ. Yeah. Thấy chị đi chơi chị bỏ đá kìa. À chị bỏ về chị bỏ đá nữa. Giùm em đi. Nhưng mà chị để riêng em á, đừng có. Ôi vậy hả? Dạ dạ, ớt riêng, nước chấm riêng giùm em. Tại nhiều lúc về bé em ăn á thì ăn được luôn. Món này thì lạ quá, đó giờ mới biết luôn á. Nghe trang đời, nghe trang người ta là đặc sản mà. Dạ dạ. Để đó giùm em nha.
đi về và mình ăn, mình sẽ cảm nhận, nói lên cảm nhận của mình về cái món nem nướng Nha Trang này cho các bạn nghe nha. Rồi mình nhắc lại, xin chào các bạn nha. Rồi mình về tới nhà các bạn ơi. Về tới nhà mình thì mình có 3 cái cuốn với bịch ớt, bịch nước chấm. Nước chấm này á là mình chỉ bán với nó làm từ nếp có màu vàng tươi này. Mình đổ ra chén nè. Chị bán thiệt tình mà dễ thương, mình nói mình mua nhiều để mình bỏ cái dĩa cho nó hoành tráng lửa lên, quay cho các bạn coi hấp dẫn. Chị nói thôi mua ít thôi, nhà bao nhiêu người mua đủ ăn thôi, để mà ăn cảm nhận đi, mua mốt rồi qua mua ăn tiếp. Chị quá là dễ thương luôn. Đậu quá luôn. Cái nước chấm này chị cho nhiều, tại chị nói là nó làm hơi lạc á, mình ăn mình phải quết nhiều vô mới ngon. Đây phần ớt, phần ớt này là để cho em bé mình ăn, mình để riêng ra. Đây là 3 cuốn này, chỉ có bán phần nữa mà mình mua cuốn về để mình, bây giờ mình thử, trước tiên là mình thử cái nước chấm này nha, chỉ giới thiệu phần và mình biết như thế nào nha. Nó lạc lạc à, có mùi nếp nó thơm thơm, giờ mình chấm mình ăn thử nha, cảm nhận nó như thế nào. Nó không quá nhiều vậy nè. Nó đầu tiên đây mình có gì chua chua, từ xài, có cái nem nướng. Có gì chua, nó kích thích cái đầu lưỡi của mình á, làm rất là ngon. Cái này nó thơm á, nem nướng rất là thơm. Cái bánh tráng thì nó mềm. Mình nghĩ là nếu mà ăn liền chắc ngon hơn nữa, tại vì cái này mình mua về mình để bánh tráng nó hơi bị mềm ra. Nhưng mà sao cũng rất là ngon. Khi mình chấm á, mình quệt nhiều như chị kêu á, nó sẽ rất là ngon. Ngon hiểu các bạn. Chấm này bớt ra đây cho em bé. Bé nhà mình nè. Tại lúc đó mình, cái này mình sẽ bỏ ớt vô. Nó làm bằng nếp ấy, nên nó có dẻo dẻo luôn, sệt sệt nè. Này con. Đây, con cuốn. Rồi ăn đi. Giờ mình sẽ để ớt ở đây. Để thôi, mình cũng không có thích ha. Mình ăn cay mình khoái lắm, nhưng mà bụng mình cũng được tốt, mình không ăn cay được các bạn. Chấm miếng chấm á con. Chưa đổ miếng ớt vô lên nào đẹp ghê chưa. Ngon ngọt ngon á. Món này món miền Trung nha con. Khi mình bỏ ớt vô rồi tăng thêm cái nước chấm này, nó tăng thêm cái phần hấp dẫn, ăn nó cay cay, nó chua chua, chua của phần xài á. Cái này nướng chỉ làm sao mà chỉ nướng xong rồi giòn tan nha. Theo cảm nhận của riêng mình á, về cái món này á, mình thấy rất là ngon. Bữa sau mình sẽ qua mua ăn tiếp. Khi mình nhai trong miệng á, cái chả cái mà nem nướng á, nó kêu tột tột quá, cho mình ăn cái cảm nhận giống như mình đang ăn cái bánh hột cơm á, nó giòn quá. À thôi, vậy thì mình sẽ kết thúc clip ở đây nha. Đó là cảm nhận của mình về cái món nem nướng miền Trung này. Xin chào các bạn nha.